Rồi mình sẽ đổ vào dĩa kia nha nhà. Nhà thấy ngon ghê không? Cái xốp nó kẹo luôn nha cả nhà. Cả nhà có thấy qua video cũng hàng cho mình xin một like chia sẻ đăng ký kênh cả nhà. Có nhiều động lực làm video mới hơn nha. Hello, mình xin chào cả nhà. Đó, cả nhà hôm nay mình có bột gỗ tôm 5 gram tôm nha cả nhà. À, mình có món tỏi bơ nha cả nhà. Bữa nay mình đã làm tôm tôm gan bơ tỏi nha cả nhà. Này tôm mua ngoài chợ giờ nha cả nhà. Tôm tươi nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm tôm cả nhà. Rồi mình sẽ làm con tôm cả nhà. Trước khi mình lọc cái vỏ nó ra nha nha. Mình bỏ cái đồ dơ trên đầu nó ra nha cả nhà. Đó. Mình sẽ bỏ cái dơ ra. Rồi lọc bỏ cái chân nó luôn cả nhà. Rồi mình sẽ cắt cái sống lưng ra. Đầu mình lọt nó ra như thế nha. Đó, lấy cái trước trên đầu nó ra như thế nha. Nó có còn gần nhỏ chổng nữa nha. Rồi mình cắt nó ra như vậy. Con tôm mà nó có cục trên đầu nó ra như thế nha. Này cục trước nữa nè, nó nặng bỏ này đi. Ổ chân nó luôn. Đó, cắt cái lưng cái sống vậy nữa mình làm bơ tỏi nó ngon cả nhà. Nó cục cứt trên đầu nó nào thấy cục cứt trên đầu nó nó mình cũng đã làm tôm xong rồi cả nhà. Mình rửa sạch sẽ cho nghe. Rồi đây mình có thau nước đá nha. Mình sẽ cho tôm nó vô đây nhào lộn vô đây chơi cả nhà. Đổ vô thau nước đá nha cả nhà. Đó mình ngâm cho nó lát cho thịt nó giòn nha cả nhà. Nhìn nó ngọt nước nha, nó ngọt tôm nha cả nhà. Đó, mình để có khoảng 5 phút nha cả nhà. Tôm ngâm nước đá nha. Rồi mình sẽ tiến hành sắc tỏi cả nhà. Rồi mình sẽ bằm tỏi nha. Bằm nhuyễn ra. Cần lát mình sẽ phi nó nha cả nhà. Rồi mình sẽ bấm nó nhuyễn lên cả nhà. Đó, rồi mình bấm nó nhuyễn, mình bỏ cái chén nha. Lát mình sẽ phi nó, phi tỏi nha cả nhà. Tỏi phi. Đó, bây giờ tôm nó lần hợp cho nước đá giờ mình cũng xong rồi cả nhà. Rồi mình sẽ ớt tôm nha. Trước tiên là mình cho muỗng đường nha cả nhà. Muỗng đường bự nha. Bột ngọt cả nhà, bột ngọt cỡ nửa muỗng cà phê nha cả nhà. Muối cũng vậy nha cả nhà. Nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình cho tiêu vào luôn nha cả nhà.
Đó, cho tiêu vào nha. Rồi mình sẽ trộn tôm cho đều lên nha cả nhà. Đó, tôi mình trộn có đều mình để cho nó thấm gia vị một chút nha cả nhà. Rồi mình tiến hành cháy hành phi nha cả nhà. Rồi cái chảo mình cũng đã bắt dầu cho nó nóng rồi nha cả nhà. Mình sẽ cho tỏi vô mình phi nha. Mình chừa lại một miếng nha cả nhà. Mình chừa lại có muỗng nha. Đi tỏi cho nó vàng nha cả nhà. Khoảng lát mình ăn xào chung với tôm nha. Mình nó vàng lại là mình để cho nó xào nha cả nhà. Trong thời gian mình phi tỏi mình sẽ là làm nước sốt nha cả nhà. Mình có 1 2 muỗng tương ớt này cả nhà, rồi mình cho nước mắm vô nha. Đó, cho 2 muỗng mắm ăn muỗng ăn luôn cả nhà, 2 muỗng mắm nha. Rồi mình muốn cho 2 muỗng luôn nha. Mà cho muốn 2 muỗng nước luôn cả nhà. Đó. Mình sẽ quậy nước cốt lên nè. Đang đổ chung nó mình sốt tiêu nha cả nhà. Rồi mình sẽ cho một miếng tiêu vô luôn nha. Miếng ớt ớt khô nha cả nhà. Đó, cho miếng ớt khô nha. Đó. Sẽ quậy nó đều lên cả nhà. Đó, nước sốt mình được vậy nha. Rồi quay qua tỏi mình nó cũng cũng vàng nha cả nhà. Thôi quá rồi cả nhà, khi nào nó vàng mình sẽ nhắc chắc nó ra nha. Rồi tỏi mình có nó vàng nha cả nhà. Mình sẽ chắc lấy tỏi lên nha. Còn lát mình sẽ phi với mình sẽ xào tôm nha. Rồi nhắc cái chảo lại nha cả nhà. Đó, cái chảo mình không nó bắt lại nha. Giờ mình cho bơ vô. Cho muỗng bơ thật giặt vô nha cả nhà. Bơ vô. Để bơ mình xào cho nó ra hết bơ cả nhà. Rồi mình tỏi nó cũng dư, mình tỏi đổ tỏi cho nghe. Nào tỏi già mình sẽ đổ nước nước sốt vô nha cả nhà. Đó, mình sẽ đổ nước sốt vô. Vậy thì mà có kẹo lên mà đổ tôm luôn nha cả nhà. Đó,
nó xốp cũng đã kẹo luôn cả nhà. Giờ mình tiến hành đổ tôm vô nghe. Mình sẽ rang mình tỏi nó nghe. Xào nào tôm nó nước kẹo lại tôm nó chín là ok nha cả nhà. Đó, mình xào bây giờ tôm mình cũng đã muốn chín rồi cả nhà. Nó đỏ đỏ nè cả nhà, thấy nó nứt cái thật lưng ra, nó cái vỏ nó ra nha cả nhà. Đó mình xào trong một lát nữa tôm nó sẽ ok nha cả nhà. Nước sốt có kẹo lên nha. Rồi mình sẽ đổ tỏi phi nãy vô nha cả nhà. Đó, khi mình đổ mình sẽ xào nó lên. Thơm lắm cả nhà. Chung món này làm dành để Tết ha. Mấy ông nhậu ngoài kia bá cháy luôn cả nhà. Có khoảng vài phút nữa là chín luôn nghe cả nhà. Quá thơm ở nhà. Rồi tôm mình xào qua tỏi nó chín ở nhà, mình sẽ đem ra cái mâm nghe. Đây mình đang gặm có dưa leo với rau cả nhà. Nếu món này mà không có dưa leo với rau ăn không được cả nhà, tại vì cái bơ tỏi mà lấy dưa leo với rau mình quét mình ăn tàu nó ngon. Rồi mình sẽ tiến hành đem qua dĩa cả nhà. Rồi mình sẽ đổ qua dĩa cả nhà. Nhà thấy ngon ghê không, cái xốp nó kẹo luôn cả nhà. Nhà có thấy qua dê cũng hẹn cho mình xin một like chia sẻ đăng ký kênh cái nhà, có nhiều động lực làm video mới hơn nha. Chú shop vừa kẹo đặt lại lên cái nhà, này là ăn bá cháy của chép luôn. Đó, tôm xào bỏ tỏi mình cũng đã thành công rồi cả nhà. Rồi mình cũng xin kết thúc clip ở đây cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới nhiều sức khỏe, thành công trong việc nha. Rồi mời cả nhà thưởng thức cho mình nha cả nhà. Rồi bye bye, chào tạm biệt cả nhà.